À, chào cả nhà nhá. Đây hôm nay mình xuống thằng em ở Tây Ninh đây, Tân Tây Ninh đây. Có cây mai này là cái chỗ dây đo này là đo 60. Đấy, còn cái củ đế là chưa đo nhá. Đấy, cây mai này nó cũng 9 đến 12 cánh. Đỏ vàng đẹp lắm. Đấy, thì em nó mới đánh về. Nó bảo có Em mua chút kẹo như ra ai có ngoài nhu đâu cầu mua ơi. thì em nó để Chứ cho. kẹo đây này. Đấy. Đấy, cây mai này tay tán là đẹp lắm. Đấy, cái gốc nó bó rất cẩn thận. Đấy, chắc chắn. Đấy. Đấy. Thì về cái chỗ cái dây ấy, mình đặt cái dây đấy là cái chỗ đó là 60 đấy. Còn cái củ đấy là mình không có đo. Đấy. Đấy. Đây này, mình để cái tay này vào cho mình xem này. Đấy. Thấy không? To lắm. Ừ. Đấy, chưa có chà rửa gì, sơ sơ vậy thôi. Thì để anh em có nhu cầu mua về thì chà rửa rồi là cắt giật cho nó gọn gàng lại. Còn đây là em nó mua về là nó vẫn cứ để đấy, nên là chưa cắt sơ sơ vậy thôi, nhưng mà tay tán rộng lắm. Đây này, nhìn cái tán này, thấy không? Đấy, tán đấy, cái nó rất là đều tán. Ừ. Thì cái này cứ để nguyên đi, anh em nào có nhu cầu mua thì về tự cắt giật Ồ, cho đừng nó có gọn lấn lại. cấn đi con Còn như ơi. bây giờ mình chỉ có cắt sơ vậy thôi. Để yên đấy, mẹ con đi Đấy. lấy đấy. Đấy. Thì các bạn có nhu cầu mua thì liên hệ với chủ cây. Đấy. Thấy không? Cây thì rất là giá trị. Đấy. 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 To. Thôi. Các bạn mua thì liên hệ với mình nhá. Mình cho số điện thoại trên màn hình.